Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với Mercenary Team. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật với anh em tình hình giá của Bitcoin với chủ đề là liên tục ép giá lên. Mục tiêu tiếp theo cho Bitcoin là bao nhiêu ha? Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Mercenary Team thì hãy nhấn nút đăng ký vào nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không để anh em chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Với việc là chúng ta sẽ quan sát Bitcoin ở trên biểu đồ TradingView. Ở trên khung chúng ta sẽ quan sát ở trên khung daily trước anh em để chúng ta thấy được cái xu hướng cái trend của Bitcoin nó hiện nó đang là trend như thế nào. Vậy anh em có thể thấy là Bitcoin hiện tại sau sau cái một cái đà tăng thì Bitcoin hiện tại nó đang sideways trong cái vùng giá, từ cái vùng đây nó sideways trong một cái hộp. Đây là cái hộp từ 8.700 cho đến 10.300 ha. Đây là cái hộp mà Bitcoin nó chưa phá vỡ được ở trên khung daily để tiếp tục được cái cấu trúc tăng của nó. Và mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là nó sẽ mình theo mình nghĩ thì nó sẽ phá được cái hộp này không. Ok, như anh em có thể thấy là Bitcoin nó sau khi mà nó phá được cái mô hình tam giác á, như anh em thấy mình sẽ cải lại cái mô hình tam giác cho anh em dễ thấy ha. Đây, như anh em thấy đây đây, sau khi mà Bitcoin nó break lên này, như mình nói ở các video trước, thì sau khi mà cái mô hình tam giác này nó bị phá vỡ theo hướng nào á, thì cái giá của Bitcoin nó sẽ tiếp tục nó break rất mạnh, nó sẽ bùng hoặc là đâm mạnh theo cái hướng đó ha. Như anh em thấy là sau khi mà nó break ra khỏi cái mô hình tam giác này, nó bùng rất là mạnh, nó bùng tận là nó đóng nén trên cái mô hình này ha. Sau khi đó thì nó bùng lên tận 277 giá này, 272 giá là tầm 2,9%. Và hiện tại thì nó vẫn trong một cái xu hướng, nó vẫn tăng hay nè. Và chúng ta kỳ vọng cái mô hình này á, anh em có thể đo được cái kỳ vọng của chúng ta được ở mô hình này với việc là chúng ta sẽ đo từ cái mức giá cao nhất đến cái đáy thấp nhất của cái mô hình này, và chúng ta copy lại để chúng ta sao chép ra ha. Cái giá như đây, đây cái mục tiêu sắp tới chúng ta sẽ là cái thanh cái đường màu vàng này nè. Mình sẽ đổi cái màu này lại ha. Đây, cái đường màu vàng này, cái mục tiêu sắp tới chúng ta Bitcoin có thể chạm là 10.312 đô ha. Đây là cái mục tiêu là nó sẽ chạm cái vùng đỉnh cũ của Bitcoin này. Đây là cái vùng kháng cự, và có thể là sau khi mình nó chạm vùng kháng cự này, nó khi mà nó nhận được một cái lực mà lực buy lực mua mạnh như vậy, thì cái khả năng mà nó sẽ break được cái vùng kháng cự này và tiếp tục các cấu trúc tăng trên khung daily của nó sẽ rất là cao ha anh em. Ok, và cái mục tiêu chúng ta kỳ vọng sắp tới sẽ là 10.312 đô ha anh em. Ok, và chúng ta sẽ zoom một khung H4 này, chúng ta quan sát Bitcoin kỹ hơn. Ok, mình sẽ xóa bớt đi. Đây, ở vùng ở khung H4 chúng ta có thể thấy được là cái vùng kháng cự vừa rồi của Bitcoin trên khung H4 nó đã bị phá vỡ, và nó đã có được hai lần tiếp cận lại với hai thanh nến. Nó là thanh nến Doji này, là thanh nến đầu tiên này, và thanh nến đâm rất là mạnh, nó chạm với cái vùng kháng cự vùng hỗ trợ này. Sau đó thì nó nhận được một lực mua lên, chứng tỏ là dưới này, dưới vùng hỗ trợ này nó vẫn có uy tín hơn em, nó vẫn còn một lực mua chờ đợi ra tại đây. Ok, và hiện tại thì Bitcoin nó đang bị dồn lên, nó ép giá Bitcoin lên ở không H4, nó đang ép lên cái vùng vùng kháng cự 9.647 đến 9.786 này. Đây là vùng kháng cự mà Bitcoin nó đang nhắm đến, và khi mà nó hướng đến cái vùng kháng cự này, nó sẽ xem phản ứng giá của trên trên cái vùng kháng cự này. Nếu nó có lực bán ở phía trên phía này thì nó sẽ bị bán xuống, còn nếu nó không có lực bán ở phía trên này thì nó sẽ break luôn cả cả cái vùng kháng cự luôn ha. Và mục tiêu 10.300 nó cũng sẽ được sớm được hoàn thành ha anh em. Ok, và chúng ta có thể thấy trên không H4 áp nếu áp dụng sóng Elliott thì chúng ta có thể thấy được là Bitcoin nó đang chạy sóng 4 ha. Như anh em thấy này, đây Bitcoin đang chạy sóng 1 ở đây, sóng 2, sóng 3 này, đã chấm 0, sóng 1, chấm 2, và hiện tại nó đang chạy sóng 3, và có thể là nó sẽ điều chỉnh về sóng 4 ha. Hiện tại nó đang chạy sóng 3 ngay từ mức giá cao nhất này, có thể là nó sẽ điều chỉnh sóng 4 về, có thể là nó sẽ điều chỉnh về hồi về cái vùng mà hỗ trợ 9.400 đến 9.500 này, và có thể là sóng 5 nó sẽ chạy tiếp theo. Nó sóng 5 là sóng sóng 3 và sóng 5 thì nó sẽ chạy mạnh nhất ha này. Nó sẽ chạy, có thể là chạy đến tận cái vùng mà kháng cự, tận cái vùng mà mình chúng ta có thể kỳ vọng á, là cái vùng mà 10.300 đô ha. Ok,
Và nếu áp dụng sóng CLS thì chúng ta có thể bắt được các con sóng sóng thường thường thì sóng ALS thì chúng ta có thể ăn các con sóng từ sóng 3 và sóng 5 thôi, còn sóng các sóng sóng lại chúng ta không ăn được ha anh em. Ok, và mình kỳ vọng là sóng sóng 4 hiện tại nó đang có thể là nó điều chỉnh thôi, nó điều chỉnh về cái vùng 9.4, 9.5. Đây đây là cái vùng đỉnh cũ cũng như là vùng hỗ trợ hiện tại, nên chúng ta sẽ chờ mua ngay tại cái vùng này. Chứ hiện tại anh em mà mua ngay cái vùng mà 9.571 như giá hiện tại á, có khả năng là chúng ta sẽ đu đu đỉnh rất là cao thôi, bởi vì cái vùng này nó đang gần, rất là gần với cái vùng kháng cự ở 0H4. Đây là cái vùng chuyển giao xu hướng trên 0H4, cho nên chúng ta sẽ có khả năng đu đỉnh rất là cao ha. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash này. Bitcoin Cash, tại Bitcoin Cash thì chúng ta vẫn có lãi cái lệnh long ngay tại 231 thôi, và hiện tại chúng ta đang có lãi đó là 0,75 rồi là nhuận. Đây 0,81 rồi là nhuận, với tương ứng với lại 5,53% chia tới đồng 7. Nếu nên sử dụng đồng 7 nhân 10 thì chúng ta đã có được là 55% rồi ha, 55% lợi nhuận với 12 giá. Và chúng ta sẽ gồng tiếp cái lệnh này nè, với cái view mà Bitcoin nó sẽ bơm á, thì cái view chúng ta cái đồng Bitcoin Cash này nó sẽ bơm mạnh hơn Bitcoin, và có thể là nó sẽ lên cái vùng kháng cự 264 đến 276 này. Đây chúng ta có thể chốt lời ở 2,27 rồi lợi nhuận ha. Ok, và tiếp theo là cái đồng Ethereum. Đây Ethereum chúng ta thấy được là trên không daily á, thì nó đang bùng rất là mạnh, với cái tin tức tốt là Ethereum sắp tới nó sẽ được nâng cấp lên là Ethereum 2.0, với cái nền tảng là nó sẽ chuyển người dùng từ cái mạng cũ sang cái mạng mới, và nó cũng vẫn duy trì cái mạng cũ song song với cái mạng mới ha. Ok, và anh em có thể thấy là từ tin tức tốt nó thì Ethereum hiện tại nó đang bùng rất là mạnh, và trên không daily thì nó đang tiếp cận cái vùng kháng cự này, cái vùng kháng cự ở tại thời điểm là 16 tháng 2. Đây là vùng kháng cự mà nó đang tồn tại, và hiện tại Ethereum nó đang bị kìm nén ở đây. Nếu nó break được cái vùng mà kháng cự này, khả năng thì Ethereum nó sẽ bung lên tận 300 đô một Ethereum, thì nó rất là cao ha anh em. Thì nên mình thấy là Ethereum nó đang tiếp cận được vùng kháng cự 278 đến 285 ha. Đây là vùng kháng cự một Ethereum nó cần phải được phá vỡ để tiếp tục nó bùng với mục tiêu giá là 300 đô một Ethereum ha. Ok, và Ethereum và thì chúng ta chỉ có kèo ở hiện tại. Ethereum hiện tại thì nó được bơm rất là mạnh rồi, cho nên chúng ta nếu mà vào ngay lúc này chúng ta long này thì khả năng chúng ta đu đỉnh rất cao, và khi mà chúng ta không long mà chúng ta đi short á, với cái tin tức tốt như vậy thì chúng ta khi mà short chúng ta khả năng là nó chúng ta hit stop loss, khi mà nó nhận được tin tức tốt như vậy thì nó bơm rất là mạnh, cho nên chúng ta short như là chúng ta cản đường nó ha, khả năng hit stop loss rất là cao ha. Cho nên chúng ta hiện tại chúng ta ngồi yên, ngồi ở ngoài quan sát Ethereum ha. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay ngày 25 tháng 7 đến đây kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em tham gia group Merchant ATM thì hãy scan cái mã QR code trên màn hình, hoặc tìm kiếm trực tiếp Telegram bằng cách là search a cộng Merchant. Anh em có thể search trên trên Telegram này, search a cộng Merchant đặt nha ATM và Enter, thì nó sẽ ra một cái kênh thông báo của team mình ha. Và trên đây thì sẽ có các sự kiện cũng như là các video cập nhật thị trường cho anh em, và anh em ấn vào Discuss để tham gia vào group chat thảo luận của kênh team mình ha. Và anh em muốn tham gia vào channel VIP của team mình thì ấn gạch chéo là VIP signal, anh em đọc và làm theo thì sẽ được vào cái channel VIP của team mình. Trong đây sẽ có các cái admin cũng như là các con boss sẽ hướng dẫn anh em trade ha. Như anh em có thể thấy là các con boss cũng như là các ảnh show profit rất là nhiều lợi nhuận cho anh em ha, anh em nhớ tham gia nhé. Và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay đến đây kết thúc, và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo ha.